Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 10 của Hà Nội. Lý giải về quyết định này, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó trưởng tiểu ban thường trực tiểu ban nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, một trong những lý do là ông Tuấn có đơn xin rút vì lý do sức khỏe và một số lý do khác. Trước đó, ngày 13 tháng 5, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để làm rõ về sai phạm liên quan đến việc đấu thầu thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan, trong số đó có những thuộc cấp cũ của ông Tuấn, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trưa ngày 16 tháng 5, Bộ Y tế cho biết, trong vòng 6 giờ qua, cả nước ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca ghi nhận tại Bệnh viện Ca Cơ sở Tân Triều và 1 ca ở Hưng Yên. Cụ thể, bệnh nhân 4.113 đến 4.115, bệnh nhân 4.117, 4.118 ghi nhận tại Bệnh viện Ca Cơ sở Tân Triều là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước. Ca bệnh 4.116 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân nữ 37 tuổi ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là F1 của bệnh nhân 3.123, đã được cách ly từ trước. Tính đến trưa cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 2.655 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.463 ca nhập cảnh. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất căng thẳng tại tỉnh Bắc Giang với số ca mắc tăng cao, đêm ngày 15 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang để tăng cường các biện pháp chống dịch. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, đến 20 giờ ngày 15 tháng 5, Bắc Giang ghi nhận 206 ca mắc COVID-19. Địa phương có 3 ổ dịch lớn, trong đó có 2 ổ dịch phức tạp tại khu công nghiệp là ổ dịch tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Shinyong Việt Nam ở khu công nghiệp Vân Trung, ghi nhận 105 ca mắc, và ổ dịch tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hosiden Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, có 159 ca mắc. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, ổ dịch bùng phát ở khu công nghiệp Quang Châu lan nhanh ở môi trường nhà máy, nơi công nhân làm việc, ăn cùng nhau. Tỉnh Bắc Giang cần tập trung chống dịch trên 4 địa bàn: khu công nghiệp, khu cách ly, cơ sở y tế và cộng đồng. Đối với khu công nghiệp đang là trung tâm của dịch, cần khoanh vùng kịp thời, cách ly triệt để. Tỉnh Quảng Ngãi vừa lập chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi để phòng chống COVID-19. Hàng trăm lực lượng chức năng đã trực ngày canh đêm xuyên suốt để kiểm tra phương tiện người dân từ các tỉnh yêu cầu khai báo y tế. 5 chốt kiểm tra gồm 1 chốt kiểm tra trên tuyến quốc lộ 1A, khu vực giáp tranh giữa tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam, 1 chốt kiểm tra trên tuyến đường từ sân bay Chu Lai và Biển Rạng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến huyện Bình Sơn, khu vực giáp tranh giữa tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, 2 chốt kiểm tra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Tại điểm ra vào cao tốc thuộc huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa, 1 chốt kiểm tra tại ga Quảng Ngãi. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện nay các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang cần nguồn vốn 8.143 tỷ đồng để xử lý 76 điểm sạt lở nghiêm trọng bờ sông, bờ biển với chiều dài 140 km. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xử lý cấp bách các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đang thực hiện điều tra đánh giá hiện trạng và khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển, vùng đồng bằng sông Cửu Long, hiện trạng dân cư tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, trên các tuyến sông chính thuộc hệ thống sông Tiền, sông Hậu, điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng hệ thống đê bao, bờ bao, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 15 tháng 5, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stephen Duterte cho biết, người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình bạo lực gây thương vong cho dân thường tại dải Gaza, cũng như vụ không kích của Israel nhằm vào tòa nhà có văn phòng các hãng truyền thông quốc tế. Dự kiến trong ngày 16 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để thảo luận về tình trạng bạo lực tại dải Gaza. Giới chức Mỹ, Ai Cập và Qatar cũng đang cố gắng làm trung gian hòa giải. Cùng ngày 15 tháng 5, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry đã điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Assad về những diễn biến gần đây liên quan tới vấn đề Palestine, đặc biệt là căng thẳng tại dải Gaza. Tại điện đàm,
hai bên thảo luận các biện pháp nhằm xoa dịu căng thẳng và ngăn chặn xung đột leo thang. Reuters đưa tin, nước Anh có kế hoạch tăng gấp 3 lần tỷ lệ trồng cây trong 3 năm tới để giúp đạt được mục tiêu không phát thải carbon ròng vào năm 2050 để cùng chung tay chống biến đổi khí hậu. Nước Anh muốn thúc đẩy các kế hoạch môi trường của mình và khuyến khích các quốc gia khác làm điều tương tự trước khi đăng cai tổ chức hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Glasgow, Anh, được gọi là COP26. Vào tháng 11 năm 2021, George Austin, Bộ trưởng Bộ Môi trường Vương quốc Anh cho biết, tỷ lệ trồng rừng đã tăng gấp 3 vào tháng 5 năm 2024 với khoảng 7.000 hecta rừng được trồng mỗi năm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa đưa ra lệnh hạn chế thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp xúc với giới truyền thông do tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp ở Hà Nội. Thêm một khó khăn nữa đến với đội tuyển Việt Nam trước 3 trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Áp lực lớn nhưng đôi khi lại có tác dụng tích cực. Đó là điều mà người hâm mộ có thể kỳ vọng ở đội tuyển Việt Nam. Theo tính toán, chỉ cần 6 điểm trong 3 trận còn lại, chúng ta sẽ bảo đảm vị trí nhất bảng G để giành suất dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Indonesia, Malaysia trước khi đối đầu với chủ nhà UAE. Lượt cuối cùng, mục tiêu 6 điểm hoàn toàn khả thi.